Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon nha mọi người. Đây là X1 Carbon Gen 7, tên của nó, và chip là chip i5 thế hệ 8. Cái dòng X1 Carbon thì nó còn có X1 Carbon Gen 6 cũng i5 thế hệ 8 luôn, nhưng mà chắc chắn là Gen 7 thì nó phải hơn Gen 6 rồi mọi người. Đây, X1 màu đỏ, vỏ thì mình thấy rất là, nói chung là cũng tương đối đẹp, mình không thấy trầy xước cấn móp hay gì đâu. Nhờ quay mượn ánh sáng cho mọi người thấy trên cái dòng ThinkPad, mà đặc biệt là X1 Carbon thì phủ cái lớp nhung chống trơn trượt. Cái lớp nhung này thì nó hay hằn cái dấu, là nó hằn cái dính mồ hôi rồi vậy mọi người, nó hay hằn. Con này thì mình thấy là nhìn, là mọi người nhìn nghiêng ánh sáng nhìn cũng tương đối sạch sẽ, tương đối đẹp rồi, không có bị quằn nhiều. Như vậy là gọi là cũng khá đẹp rồi. Để mình soi kỹ hơn, có cái chỗ nào mình sẽ báo rõ cho mọi người. Có tí chỗ này nè mọi người, hơi trầy chút xíu chỗ này thôi, còn lại là mình thấy như vậy là ok rồi mọi người. Máy cũ đã qua sử dụng, X1 Carbon trên cái lớp nhung mà không thể nào mà nhìn nó đẹp được hết. Bên này ngõ sạc Type-C nè, đây ha, Type-C sấm sét mọi người. Cái này ra mạng LAN USB HDMI, tai nghe tương đối đầy đủ, máy rất là mỏng gọn đẹp. X1 Carbon thì nó đẳng cấp rồi mọi người, hầu hết mà ai từng xài X1 Carbon là không có muốn xài dòng khác và không xài dòng khác được luôn. Nút nguồn USB nha. Rồi bây giờ mình vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn. Ở bên trong màn hình là 14 inch Full HD, màn đẹp nha mọi người, Full HD IPS, mỏng mỏng gọn đẹp. Cái Gen 8 với Gen 7 thì mọi người để ý lúc nào nó không có cái phần loa phía trên này, Gen 6 thì không có. Phím rất là đẹp, không hề bị bóng, bị mòn gì luôn. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok nè, có LED phím rồi đầy đủ hết mọi người. Đây để mình làm việc ha. Bên này i5 Vero Gen 8, góc cạnh đẹp nha. Bàn rê chuột thực sự nó cũng đẹp, chỗ này nó hơi hằn cái dấu giống như là dán cái gì đó, nó hơi hằn lên, chứ còn thực sự là mượt lắm, sờ rất là mượt mịn, không có bị bóng không gì đâu mọi người, hơi khác màu tí chỗ này thôi. Đẹp, không có bị bóng hay là gì đâu, chữ ThinkPad còn bóng loáng luôn nè, không có bị mòn gì hết nha. Pin này thì mình bao cho mọi người trên 4 giờ mọi người thoải mái, do là mình vừa gọi là mình cài win xong rồi là mình view luôn á mọi người, cho nên mình đang sạc pin cho nó, chứ còn mọi người yên tâm nha, bao pin trên 4 giờ X1 Carbon thì thoải mái về pin. i5 8365 mọi người, Gen 7 gọi là X1 Carbon Gen 7 đó mọi người. i5 thế hệ 8 nè, RAM 16GB, đặc biệt là X1 Carbon thì không có nâng cấp được RAM, cho nên là RAM 16 là quá tuyệt vời luôn, mình không có phải nghĩ tới cái chuyện nâng cấp làm gì nữa. Này để cấu hình là mê cho văn phòng. SSD là 512 mọi người, tha hồ chứa dữ liệu, cũng có thể lên 1T, 2T tùy mọi người đều được hết á. Độ phân giải màn hình đó là Full HD nè, 14 inch. Nói tới X1 thì không thể nào mà chê được hết, đã rất là chất lượng rồi. Và mình báo giá mọi người, máy này là 7,8 triệu, ai chốt thì inbox mình. B542 là mã mình đặt cho máy, cái bảng mà RAM 16 cực kỳ chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha. Máy thì cũng khá là sạch sẽ, mọi người cứ xem kỹ video, luôn luôn bao dinh nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều nha.